rau mình sẽ bỏ vô chính giữa đó nha. Đó, từ một cái dĩa rất là bự giờ nó chỉ còn một cái dĩa nhỏ như vậy thôi cả nhà ơi, chút xíu mè thôi cho nó tạo mùi thơm nha. Mình sẽ rắc đều. Mình chọn gấp nó như vậy có đủ luôn, mayonnaise ăn chung. Ngon. Cả nhà ơi, hôm nay Quân sẽ hướng dẫn cả nhà nha. Một cái món mà làm nhà hàng Quân nổi tiếng. Và cái món đó cực kỳ dễ làm luôn và rất nhiều người thích ăn món này. Món ăn này là kêu bằng món ăn heo thì nha. Tại sao Quân nói heo thì? Nó cực kỳ tốt sức khỏe luôn. Những món ăn như vậy là anh chị em hãy lưu lại và làm ngay có trong tủ lạnh nhà mình hoặc là trong bữa ăn gia đình mình mỗi ngày nha. Tại vì nó rất là làm rất là đơn giản mà nó rất tốt sức khỏe luôn. Hôm nay em sẽ hướng dẫn nhà một công thức làm salad, salad kèm với tôm nha. Nếu như mà anh chị em nào mà đang mà dạng như trong chế độ giảm cân hoặc là gì đó thì có thể là mình bỏ tôm mình ăn salad không, salad không thì chỉ có rau thôi đó, còn có thể là mình kết hợp với trứng luôn. Thì hôm nay em mua sẽ hướng dẫn trước là công thức salad với tôm trước, hôm sau sẽ hướng dẫn salad với trứng riêng nha. Đó, thì salad ở đây rất là dễ nha. Đây có nguồn gì gồm, bao gồm những nguyên liệu sau đây. Ngay ở đây thì em cũng có nè, salad nè, salad mình sẽ sợ như vậy sẵn nè. Đây có nè, bắp cải trắng, bắp cải tím và cà rốt. Mình lên làm nhiều màu như vậy cho nó đẹp nha. Món ăn mình khi mà nó đẹp á thì mình ăn nó cũng ngon rất là nhiều. Ngon hơn cái gì? Tất cả gì mà liên quan tới đẹp á thì nhìn nó sẽ ngon mà nó ngọt hơn. Nó giống như phụ nữ đẹp vậy đó, để ngắm nha. Ở đây thì em có là hành tây. Hành tây em sắc sợ như vậy và cà chua đây là trái, hành tây cũng là một củ. Đó và bao nhiêu đây? Thì em hôm nay em sẽ làm với tôm nha, salad với tôm. Tại vì bên nhà hàng của em á, bên chỗ em á là một đại lý về hải sản tôm rất là nhiều, em làm với tôm. Hôm sau em sẽ hướng dẫn cả nhà làm với trứng nha, mời cả nhà học kiến thức cùng em. Rồi cả nhà ơi, đầu tiên nha, mình sẽ chuẩn bị một cái tô, xong mình sẽ cho hết những cái gì mình đã chuẩn bị vào đây nha. Cà chua nè, đó, bắp cải nè, bắp cải tím, bắp cải trắng, cà rốt cho vào luôn. Rồi hành tây sắc đã sắc cho vào luôn. Rồi tiếp theo đây là rau salad đã sắc rồi cho vào luôn. Rồi mình sẽ cho hết rồi sau khi mình cho hết vào nha, tiếp tục nha. Ở đây em vừa có chuẩn bị sẵn nha, đây là nửa chén giấm, mình sẽ cho hết nửa chén giấm này vào. Giấm thì nó có độ chua nha, giấm có độ chua thì bây giờ mình phải nêm đường vào nha. Mình sẽ nêm là 5 muỗng đường nha, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 4 muỗng, 5 muỗng, 5 muỗng đường. Đường thì bây giờ mình sẽ nêm tiếp nha. Đây là 1 muỗng muối nha cả nhà, 1 muỗng muối đầy nha, 1 muỗng muối đầy. Tiếp theo nha, để món ăn này có thêm ngon á thì mình sẽ nêm vô đây nè một chút xíu tiêu nha, tiêu xay, chút xíu tiêu xay nha cả nhà, chút xíu tiêu xay nha. Chút xíu à. Cho tạo mùi thơm. Và bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Trước sau là 6 muỗng đường nha cả nhà. Trước sau là 6 muỗng đường nha. Bóp đều như vậy. Tại vì giấm á cả nhà ơi, thật sự là em không phải là nêm đường nhiều đâu, tại vì giấm nó chua nha cả nhà. Cả nhà lưu ý cho em là giấm rất là chua nha. Và khi mình trộn như vậy là rau nó sẽ mềm nè. Rồi. Mình trộn thấm đều như vậy là rau mềm rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ vớt rau này thấy không? Từ một cái dĩa rau bự mà giờ nó chỉ còn một cái nhúm thôi. Nó chỉ còn một nhúm tay thôi nè, và một cái nắm tay em à. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Rồi mình sẽ bỏ rau bỏ vô dĩa này, rau mình sẽ bỏ vô chính giữa này nha. Đó, chính giữa như vậy, nhìn thấy không, từ một cái dĩa rất là bự giờ nó chỉ còn một dĩa nhỏ như vậy thôi. Rồi sau khi mình trộn rau xong mình giờ mình sẽ lấy mấy con tôm ra nha, lấy hết mấy con tôm ra, mình bỏ ngược vào trong cái tô này để mình bóp mấy con tôm này cho nó thấm vị. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều mấy con tôm này cả nhà, trộn đều nè, trộn đều cho nó thấm vị nha. Tôm này thì hồi nãy em Quân nó luộc nó chín rồi, bây giờ mình chỉ cần trộn cho nó thấm vị cho nó ngon thôi. Rồi ok, xong mình trộn đều thấm vị rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ lấy tôm ra cả nhà ơi, sau khi mình trộn sắp đẹp như vậy nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho lên một miếng mè nha, chút xíu mè thôi cho nó tạo mùi thơm nha. Mình sẽ rắc đều. Rồi sau khi mình bỏ hết nha, cuối cùng mình sẽ cho mayonnaise vào nha. Mời cả nhà thưởng thức cùng em nha cả nhà ơi. Do tại sao mà em bỏ nhiều tôm như vậy? Tại vì nhà em là đại lý hải sản nha, và nhà hàng tôm rất là nhiều. Và đối với một số người á, người ta nói sao mà, em biết là một số anh chị đang coi tới khúc này á, nói sao mà salad mà nó mềm, nó trộn như vậy phải không?
thì em làm như vậy nó sẽ ngon nha, ngon hơn nha và nó đều hơn. Thì một số người người ta thích ăn salad mà dạng như là người ta làm nước sốt, xong ta quậy nước sốt sẵn, khi nào ăn người ta tưới lên thì nó sẽ không đều hết rau. Và nhiều khi mình chấm lúc mà cái miếng rau thì nó sẽ dính là dính nhiều thì nó ok, miếng dính ít thì nó không ok. Nên em trộn nó như vậy cho nó dễ là tiện nha. Nó nhìn giống như gỏi hoặc nộm nhưng mà thật sự làm như vậy ăn nó sẽ ngon hơn cả nhà, nó sẽ đều vị hơn đó. Và giờ đối với salad ấy, khi mình trộn đều rồi mình chỉ cần gấp ăn thôi. Rồi em thích ăn trộn như vậy nè cả nhà, đó mình trộn gấp nó như vậy có đủ luôn, mai vô nè ăn chung. Ngon. Rất là ngon anh nha, rất là vừa vị nha. Tại sao mà em Quân mà bỏ đường nhiều vậy? Một số anh chị em á, cứ coi clip nếp em Quân nói nấu chè toàn là anh Hùng bằng phím không à, không có làm thử rồi chưa làm theo gì hết trơn á, chưa ăn chưa cảm nhận thì đã comment. Và ngoài ra đó nha, em Quân hướng dẫn cái nhà, chỉ cái nhà là chỉ là chỉ công thức chung để mọi gia đình mọi nhà đều dùng được, Bắc Trung Nam đều là người Việt Nam hết đều dùng được. Còn mấy em nói cái nhà trời ơi tùy mỗi người mỗi khẩu vị mà, nhầm ông thích ngọt thì ăn ngọt, nhầm ông thích mặn thì ăn mặn, thì ông nào mà thích ăn ngọt thêm thêm được, ông nào thích ăn mặn thì ít đi. Nhưng mà do cái này nha, do cái món này nè là giấm rất là nhiều, giấm để làm cho salad nó đều á, thì khi giấm như vậy nó chua nha. Và em có nêm thêm một là muỗng muối đó cả nhà, và đây là phô mai nó cũng có vị là hơi hơi mà mặn, thì mình nêm như vậy rất là đều vị nha, rất là vừa vị đó nha, ăn rất là ngon đó nha. Đã thấy không, khi mình trộn đều như vậy nè rau rất là thấm thấm đều nha, mình gấp lên rồi dính miếng mayonnaise nè đó, sau đó chọn mayonnaise. Anh chị em nào muốn ăn mayonnaise thêm không, ăn miếng nữa. Cái món này nè, tại sao Quân nói là heo thì tại vì cái món này nha cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn đó. Tại vì nếu mà anh chị em nào á, nếu mà đang dư đạm hoặc là gì đó, mình không ăn tôm, mình chỉ cần bỏ tôm ra là xong. Và rau nó cực kỳ tốt, rau là một trong những loại thực phẩm rất là tốt sức khỏe, có thể là cho những người giảm cân này, giảm béo nè, rồi những người thích ăn rau để sống khỏe nè đó. Một số người ta chỉ cần ăn rau mỗi ngày thôi cực kỳ tốt. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà clip sau.